các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Gà nướng tiêu tươi, món ngon hết nước chấm ở Hòn Sơn. Gà có thể chế biến được nhiều món, nhưng với tôi, gà nướng tiêu tươi là ngon nhất, vì tôi đã bị món ăn này mê hoặc khi đến Hòn Sơn. Hòn Sơn, hay còn gọi là Hang Rái, thuộc xã Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang, nổi tiếng với nhiều bãi biển sạch đẹp, nước xanh trong và đầy hoang sơ như bãi Vàng, bãi Bất, bãi Xếp. Đặc biệt, điểm thu hút du khách đến với Hòn Sơn và háo hức chinh phục nhất là đỉnh Ma Thiên Lãnh. Ngọn núi được công nhận là đẹp và cao nhất, 450m trong 7 đỉnh, bởi nó gắn liền với nhiều câu chuyện liêu trai và kỳ bí. Có nhiều cung đường để chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh, trong đó các cung bắt đầu từ cầu cảng Bản Nhà, đi dọc con đường ven biển hướng về bãi Xếp, hoặc cung hướng về chùa Phổ Tịnh là phổ biến và dễ đi và có nhiều người đi nhất. Thông thường, những người leo núi sẽ chọn cung lên đỉnh từ cầu cảng Bãi Nhà và xuống theo đường chùa, bởi sau khi leo núi thường mệt và mỏi chân, hoặc đôi khi muốn trải nghiệm chút cảm giác mạnh ở nơi núi rừng là ngồi trên xe máy xuống núi. Trên những con đường ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua và độ dốc cao. Nhưng tôi nghĩ lý do chính đáng hơn cả vẫn là đói bụng. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa xuống núi là thấy ngay quán Anh Thành. Rồi bạn ghé vào đó uống một trái dừa mát lạnh, rồi nhâm nhi các món ăn ngon làm từ gà, như gà nướng tiêu tươi, gà hấp tỏi nước mắm, gà hấp muối sả, gà nấu lẩu chua cay. Tất cả sẽ khiến chuyến leo núi càng thêm trọn vẹn. Anh Thành chủ quán cho biết, quán anh bán nhiều món, nhưng món được mọi người chọn nhiều nhất là gà nướng tiêu tươi, lạ miệng, ăn cùng thân chuối non sắc mỏng, trộn nước cốt chanh đường. Anh khuyên chúng tôi nên thử món gà nướng tiêu tươi khi thấy cả nhóm xem thực đơn và phân vân không biết nên chọn món nào. Quả thực, món gà nướng tiêu tươi của anh không làm chúng tôi thất vọng. Dù trước đó, tôi cũng hơi phân vân khi gọi món vì tôi không thích ăn tiêu cho lắm. Và chỉ trong một cái nháy mắt thì con gà mập mạp, thơm lừng, từ mỡ vàng óng chỉ còn trơ xương. Để khách có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi du lịch đến Hòn Sơn, đặc biệt là trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời khi ghé quán, nên mọi món ăn, khách đặt, anh Thành đều trực tiếp chế biến và đứng bếp nấu. Ăn gà ở đây hoàn toàn yên tâm vì chúng được anh nuôi thả trên núi. Hàng ngày, gà tự kiếm ăn là chủ yếu. Thức ăn bao gồm côn trùng, các loài động vật nhỏ, các loài quả trên núi. Hơn nữa, vì di chuyển khi kiếm ăn thường xuyên, nên thịt của gà rất săn chắc và thơm ngon. Ăn cùng gà nướng là dĩa gỏi thân chuối non, cũng nhà trồng, sắc mỏng, trộn nước cốt chanh đường. Cả hai kết hợp cùng nhau, cộng thêm chén nước mắm pha, rất Hòn Sơn, và chén muối ớt cay xé lưỡi, khiến món ăn trở nên đậm đà và thơm ngon khó cưỡng. Hay nói theo ngôn ngữ tiên bây giờ là điểm 10 không có nhưng. Để đến quán là có ăn ngay, không phải chờ lâu, nhất là khách đi đoàn đông. Bạn chỉ cần gọi hoặc trên đường leo núi ghé ngang để báo số lượng người ăn và chọn món là được. Đúng giờ, khách đến, các món ăn thơm ngon nóng hổi sẽ được dọn ra trong tích tắc để khách thưởng thức trong khi bụng đang đói cồn cào.